Xin chào tất cả các bạn, tôi là Thông đến từ Tracoin Asia. Thì anh chị em biết đây kênh Tracoin Asia ngoài cái kênh YouTube ra thì là những cái buổi chia sẻ live stream cập nhật những cái thông tin nóng hổi về đầu tư của cá mập trên thị trường và những quỹ đầu tư VC, những venture capital cũng như là những cái venture khác mà anh chị em sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới. Thế thì anh chị hãy đăng ký bằng ủng hộ tôi bằng cách đăng ký và subscribe kênh của tôi để có thể được nhiều thông tin bổ ích nhé. Ngoài đó ra thì anh chị có thể chat với cộng đồng Tracoin Asia gồm rất nhiều trader và holder hàng đầu. Thì anh chị em có thể thấy như là gì ạ? Chúng ta có thể thấy đó là chúng ta có đây, chúng ta có ngoài cái kênh Tracoin Asia này ra thì anh chị em còn thấy là chúng ta còn có là gì ạ? Chúng ta có cái group chat cũng có tên là Tracoin Asia này. Thì ở trên này thì anh chị em sẽ thấy rất nhiều những cái thông tin bổ ích được cập nhật ở trên này và anh chị có thể comment tương tác cũng như chat ở trên này các anh chị nhé. Cho nên là anh chị hãy làm đó là subscribe kênh YouTube cũng như là gì ạ? Là đăng ký vào cái kênh Telegram để có thể chat với cộng đồng Tracoin Asia các anh chị nhé. Rồi, đó là cái thông tin mà tôi muốn báo cho các anh chị biết. Rồi. Bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái nội dung gì? Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái nội dung gì? Đó là nội dung liên quan đến gì ạ? Liên quan đến một cái thông tin đó là gì ạ? Anh chị em sẽ được cập nhật thông tin về cái quỹ đầu tư mà đặc biệt nhất trong ngày hôm nay. Đó là quỹ đầu tư của CEO của sàn FTX gọi tên là Samsung, cộng đồng Việt Nam gọi tên là Samsung. Thế thì ở cái gì ạ? Ở cái cộng đồng này, hay là nói đúng hơn là ở cái quỹ đầu tư này thì có gì đặc biệt, chúng ta sẽ lần theo và chúng ta sẽ học cái cách mà quỹ này đầu tư vào cái mapping nào, hay nói đúng hơn là đầu tư vào cái danh mục nào trong cái danh mục của họ đầu tư. Thế thì để tôi có thể chia sẻ với anh chị thêm một chút xíu đó là chúng ta sẽ tôi có bài phân tích ở trên cái website là Tracoin Asia này rồi. Trên cái website Tracoin Asia này rồi thì anh chị em có thể gì ạ? Chúng ta có thể là học cái cách để chúng ta làm gì ạ? Chúng ta có thể biết cách để chúng ta đầu tư và giống như là gì ạ? Giống như là chúng ta học cái cách đầu tư của cá mập này rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ học như thế nào nhé? Đầu tiên thì anh chị em là chúng ta vào cái website có tên là Tracoin Asia này, được không ạ? Và ở trong cái bài viết mà Tracoin Asia này viết về được quỹ đầu tư Alameda Research của Samsung á, thì anh chị em vào trong cái chủ đề chuyên sâu này này. Trong cái chủ đề chuyên sâu nó có tên là chủ đề chuyên sâu á mà viết về cái bài này á, thì anh chị và em vào đây chủ đề chuyên sâu. Và nó nằm cái này, nó nằm trong cái gì ạ? Đầu tư như cá mập. Đầu tư như cá mập các anh chị ạ. Đó, vào cái đầu tư như cá mập này này. Rồi khi mà anh chị vào trong cái này rồi thì sẽ có một cái bài viết. Chúng tôi sẽ tổng hợp khoảng 100 quỹ ở trên thị trường này trong thời gian sắp tới. Chúng tôi sẽ live stream những cái cách mà quỹ đầu tư người ta tư duy gì, người ta nghĩ gì ở trên thị trường này, để anh chị có cách nhìn đầu tư giống một quỹ đầu tư, một cá mập các anh chị nhé. Rồi. Thế thì ngày hôm nay đó là quỹ đầu tư về Alameda Research. Đây. Cái quỹ đầu tư này á thì tôi cho các anh chị coi trước, đó là đây là những cái danh mục đầu tư. Đây là những cái mà danh mục đầu tư của quỹ Alameda. Quỹ này á thì đầu tư vào khoảng 44. Nó đầu tư khoảng vào 44 đồng ở trên thị trường, 44 các cái đồng coin và platform ở trên thị trường này. Thì nó đầu tư ở trong những cái danh mục như là trading này, exchange này, wallet này. Rồi những cái trình duyệt và borrower này, và phân tích về dữ liệu này, về exchange này đó, và hệ sinh thái về DeFi và quản lý tài sản như là asset management này, hay là cơ sở hạ tầng này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học biết là Alameda đã đầu tư vào tất cả cái hệ sinh thái này như thế nào. Thế thì để mà cho các anh chị hiểu á, là thực sự là tại sao lại Alameda đầu tư vào cái này, thì anh chị phải học biết được. Có một cái điều ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị, đó là chúng ta phải biết được đó là tại sao Alameda đầu tư như vậy nhé. Rồi, chúng ta sẽ coi thử đầu tiên. Đó là đây là cái bản đồ, gọi là bản đồ mapping. Mapping là gì? Là bản đồ decentralized finance, tức là bản đồ DeFi ở trên thị trường.
Thế thì chúng ta sẽ coi từ cái bên dưới này này, đó là anh chị em sẽ thấy đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ thấy này, khi mà gì ạ, cái Bitcoin đầu tiên á thì nó gọi là layer 1. Đây là layer 1. Layer 1 đầu tiên á, cái layer 0, cái layer 0 gọi là cái store of value, là cái giá trị về về cái nền tảng đầu tiên trên thị trường đang diễn ra, đó là cái Bitcoin. Và sau đó thì anh chị em thấy, nhưng mà là bắt đầu qua cái layer 1. Layer 1 thì hiện nay là gì ạ? Là anh chị em sẽ thấy đó là gồm gì ạ? Ethereum này, rồi WBTC này. Đó. Hoặc là anh chị em thấy như là Polkadot hay là Cosmos, thì những cái này gọi là gì ạ? Những cái layer 1. Và cái này này, Ethereum và WBTC là những cái layer 1. Còn cái cơ sở đi ạ, cái này gọi là interoperability, là nói liên quan đến cái gì ạ? Cơ sở về về dữ liệu. Và anh chị em sẽ thấy Cosmos, Polkadot là nằm trong cái này. Tiếp theo lên nữa, ở trên cái cơ sở cái cũng là nó liên quan đến cái core gì ạ? Core infrastructure này đó, thì nó liên quan đến các Oracle, thì Chainlink, Ben, nó liên quan, rồi Tellor là liên quan đến Oracle. Còn những cái này là liên quan đến privacy, là liên quan đến bảo mật riêng tư. Tiếp theo, đây là chung quy lại là cái layer 1. Layer 1 ở trong cái này. Qua cái việc mà gì ạ? Những cái layer 2. Layer 2 trên này thì anh chị em sẽ thấy đây là những cái layer 2. Ví dụ như là các sàn AMM gọi là sàn DEX, sàn tổng hợp gọi là sàn aggregator, như Uni, rồi Pancake, rồi Panko, rồi gì ạ? Rất là nhiều những cái này. Rồi OneInch, rồi 0x, đây tất cả những cái này nó gọi chung là những cái sàn AMM, sàn tổng hợp, sàn aggregator. Rồi, sàn Synthetic là sàn phái sinh và tài sản tổng hợp. Và những cái sàn khác như là gì ạ? Liquidity và Market Making. Rồi sàn Lending và Saving. Đây là những cái layer 2. Đầu tiên là layer 1 đây. Còn Bitcoin dưới là layer 0 là tính rồi. Sau đó đến cái layer 1 là những cái AMM và những cái nền tảng này, đây gọi là những cái gì ạ? Layer 2 là gì? Là những cái ứng dụng được phát triển ở trên cái layer 1. Layer 1 hiện nay thì có như là Ethereum, ok. Và sau này thì có là gì ạ? BSC, rồi có rất nhiều cái nền tảng layer 1 khác. Tiếp theo đến nữa là cái layer 3 là consumer, đến khách hàng dùng, đây là những cái DApp. Những cái DApp để anh chị em thấy thì cái DApp hiện nay thì ví dụ như là Kobo hay là MetaMask hay là cái AmToken hay là cái này thì cái này gọi là wallet, được không ạ? Rồi cái này á thì DeFi này thì cái đó gọi data research. Rồi liên quan đến staking, rồi đây là những cái gì ạ? Đây là những cái AMM. Liên quan đến những cái AMM hiện nay. Rồi cái legacy là nói đến cái việc gì ạ? Những cái ứng dụng mà liên quan đến cái gì ạ? Là cầu nối, về liên quan đến cầu nối tài chính và blockchain, bridge chain đó. Thì đây là gọi là cái bản đồ mapping của decentralized finance, gọi là DeFi. Thế thì khi mà anh chị coi được cái cấu trúc structure như thế này rồi ạ, thì anh chị em sẽ coi được cái của đầu tư của Alameda nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi, thế thì cái Alameda tập trung vào cái danh mục nào? Anh chị em thấy là Alameda tập trung vào cái DeFi rất là mạnh anh chị nha. Đây, anh chị em thấy là Alameda tập trung vào cái DeFi này khá là mạnh. Đó, cực kỳ mạnh. Đó. Trong cái gì ạ? Trading, wallet, data, rồi exchange, rồi cơ sở tầng. Trong cái cơ sở tầng thì Alameda đầu tư có hai cơ sở tầng thôi, đó là Solana và Tomochain. Và trong cái hệ sinh thái về DeFi của Alameda đầu tư rất là nhiều. Thế thì ngày hôm nay tôi sẽ cùng với anh chị phân tích là cái danh mục đầu tư của Alameda đầu tư những cái gì và tiềm năng và giá của những cái đồng đó như thế nào. Và bây giờ nếu anh chị quan tâm thì nên quan tâm một vài đồng nào. Và nếu là tôi là nhà các anh chị ạ, thì tôi sẽ đầu tư vào đồng nào. Và tất cả những cái thông tin của tôi không phải là lời khuyên đầu tư, bởi vì bản thân tôi không phải là một nhà đầu tư về tư vấn tài chính để chịu trách nhiệm với các anh chị. Các anh chị phải tự phân tích và tự ra quyết định của mình nhé. Rồi, ok, chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu là xem thử là cái quỹ Alameda này
Hiện nay cái quỹ Alameda này á thì chúng ta sẽ coi thử là hiện nay nó đang đầu tư vào cái gì. Rồi. Hiện nay Alameda Research á, là một quỹ đầu tư á, được thành lập năm 2017, tức là mới 4 năm thôi. Và cái người mà thực sự quản trị cái Alameda này á thì chính là cái ông tên có tên là gì ạ? Là Sam Bankman này này. Thì ông này là một trader, trước đây là một trader và một 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 gì ạ? Một coder, và hiện nay là CEO của sàn FTX và đang phát triển thêm hệ bên Serum, một cái công nghệ về sàn Decentralized và AMM. Thì cái danh mục đầu tư á, của Samsung hay là của Alameda á, thì anh chị em sẽ thấy á, ở trong cái mảng này này thì ở trong cái mảng về anh chị em sẽ thấy á, là thì anh chị em sẽ thấy này, ở trong cái mảng này á thì anh chị em sẽ thấy là Alameda đầu tư đầu tiên là trong cái mảng gì ạ, gọi là trading, trong cái mảng trading trước. Trong cái mảng trading á thì anh chị em thấy nó có bao gồm là Bacomas này, hay là gì ạ, liên quan đến Upbot này. Đó, đây là những cái mảng ở thuộc cái gì ạ, gọi là liên quan đến mảng trading. Tiếp theo á, trong cái mảng về DeFi á thì anh chị em sẽ thấy á, đó là ở có cái đồng này này, gọi là Frontier này, thì đây là một cái DeFi về tổng hợp gọi là Aurigaster á, để giúp cho quản lý tài sản họ trên nhiều blockchain. Đó, rồi cái Union Finance là liên quan đến phân khúc DeFi này. Đó, để tôi có thể mở kéo lên đây cho anh chị coi cái danh mục đầu tư của ông ta ở chỗ này. Đó, đây. Đây, tôi không có nói nhiều về cái trading và wallet cũng như là data và cái này, bởi vì họ đầu tư rất là dè dặt và đầu tư ở trong cái mảng này là lâu rồi, trong vòng mấy năm vừa qua rồi. Kể cả sàn Huobi hay là Bitmax OKX thì cái công ty, cái quỹ đầu tư Alameda cũng đầu tư vào đó. Kể cả BNB thời kỳ đầu thì Alameda cũng đầu tư vào đó. Rồi, nhưng mà chúng ta nói nhiều hơn trong cái mảng về hiện nay về mảng DeFi này. Thì cái DeFi này hiện nay á, thì chúng ta sẽ thấy là ông ta đây, ở trong cái lúc này tôi cho anh chị coi cái cấu trúc rồi, thì hiện nay cái OneInk này này, rồi Dodo này, Serum này, thì đây là gọi là ba cái sàn AMM. Nếu anh chị quan tâm đến cái gì ạ, cái mảng mà AMM là Automated Market Maker, thì ở trong cái công ty, cái quỹ đầu tư Alameda đang đầu tư là OneInk này, đầu tư vào Dodo này, đầu tư vào Serum này. Đây là ba cái sàn AMM rất là nổi bật ở trong cái hệ sinh thái của Alameda. Đó, và kể cả cái sàn Balancer này nữa, Balancer này. Đó, thì rồi, đồng đây đây nữa, đúng không ạ? Linear này. Đó, rồi, Compound, Paraswap, đây, Pepper Tier Protocol đây. Đây là những, đây là cái sàn, ba cái sàn AMM nổi tiếng này. Đó, rồi, liên quan đến cái việc mà phái sinh á, thì có cái Pepper Tier Protocol này. Rồi, Compound là liên quan đến việc lending này. Đây, rồi Liana liên quan đến việc gì ạ, là cũng là lending này. Rồi, tiếp theo á, anh chị em sẽ thấy này, đây là quản lý danh mục đầu tư này. Đó, đây là gì ạ, đây là liên quan đến lending này. Đó, rồi Union Mask hay là mấy cái này. Rồi đồng đây, quỹ DS này là quản lý tài sản này. Đó, quản lý tài sản, anh chị em thấy không? Thì anh chị em thấy là trong cái DeFi này chúng ta nhận thấy là ông Samsung đã tập trung về cái gì ạ? Tập trung về cái gì? Tập trung về những cái hệ sinh thái liên quan đến cái gì ạ? Liên quan đến đó là sàn AMM, sàn DEX và liên quan đến cái lending borrow. Đây là cái dòng chảy của dòng tiền money flow mà tôi có nói trong chị trong DeFi á, là tiền sẽ đi vào trong cái layer 1 trước. Là layer 1 ở đây là những cái nền tảng ạ, sau đó đi vào layer 2 là những cái ứng dụng kế thừa phát triển trên cái platform layer 1. Thì ông ta trong cái DeFi ông ta tập trung đầu tư vào AMM và DEX, và đầu tư tập trung vào lending borrow, và tập trung đầu tư vào cái việc gọi là gì ạ, quản lý về tài sản cũng như là giao dịch phái sinh ở trên decentralized finance, ví dụ như Pepper Tier Protocol
hay là mảng landing thì có Compound với Aave đó, anh chị em thấy không? Và quản lý tài sản thì có DS, DHS này. Rồi đó, đây là liên quan rồi đây là sàn về liên quan đến AMM Balancer, một trong những sàn rất là nổi bật trong mà được được Alameda đầu tư. Thế thì ở trong cái bảng này á, thì anh chị em thấy là chúng ta học biết được là chúng ta hiện nay thì chúng ta sẽ đầu tư vào cái mảng nào trong cái này, và Samsung hay là Alameda là quỹ đầu tư này đã đầu tư hầu như vào các hệ sinh thái, từ là gì ạ, từ nền tảng rồi đến DeFi rồi đến quản lý tài sản rồi đến là ví rồi đến cái trading exchange hay là sàn trao đổi exchange tập trung, hay là cơ sở tầng như là Solana hay là Tomochain. Thế thì anh chị em sẽ thấy này, hiện nay á thì có một cái điều đặc biệt, hiện nay thì có một cái điều đặc biệt thế này à, thì trong 44 đồng mà gì ạ, Alameda Research đầu tư, thì anh chị em thấy á, chúng ta sẽ thấy cái sector là cái danh mục đầu tư của ông ta đầu tư này, thì cái nền tảng thì chúng ta sẽ thấy là gồm có là Solana đó. Còn về Centralize thì chính cái FTX chính là do quỹ Alameda đầu tư rồi. Cái mảng, cái Aave là mảng lending, Compound cũng là lending, được không ạ? Đó, sàn Leo là sàn tập trung, Centralized Exchange. Rồi, Synthetic là mảng về gì ạ? Phái sinh, phản, liên quan đến tài sản tổng hợp, các diễn xuất tổng hợp phái sinh. Rồi, sàn OKEx là sàn tập trung. Rồi sàn phái sinh của gì ạ, Perpetual Protocol này. Rồi Curve này này là liên quan đến sàn Decentralized, sàn DEX, sàn trao đổi về Stablecoin. Và đây là đó. Rồi Serum cũng là liên quan đến sàn DEX. Và đồng SXP, SXP thì liên quan đến là Payment Platform. Cho nên anh chị em sẽ thấy này. Đó, và rồi Balancer cũng là sàn AMM và Decentralized. Đó. Cream, Lending, Lending, quản lý tài sản, quản lý tài sản. À, Frontier cũng như Meta hay là Peak Finance đều là trong danh mục quản lý tài sản. Rồi sàn DEX tiếp đó là sàn Hedgehog là sàn phái sinh. Tiếp theo là Huobi Token là gì ạ? Trong cái sàn tập trung. Dodo Warning là sàn phi tập trung. Đó. Thế thì rồi Alpha Finance là quản lý tài sản. Đó. Keeper DAO, rồi quản lý tài sản tiếp là gì ạ? Là DHS, đó anh chị em thấy. Rồi phái sinh, rồi Liana là liên quan đến sàn phi tập trung. Thì ông trong cái danh mục đầu tư của Alameda thì anh chị em thấy là tập trung về gì ạ? Sàn tập trung về trading rất nhiều. Đã bằng chứng là ông ta đầu tư rất nhiều vào Centralized Exchange cũng như là Decentralized Exchange. Sau đó đầu tư vào quản lý tài sản và đầu tư về cái sàn giao dịch phái sinh, anh chị em thấy không? Và nền tảng thì ông ta đầu tư vào Solana và Tomochain thôi. Đó, và phái sinh và lending borrow, thì anh chị em sẽ thấy là cái danh mục đầu tư của ông ta như vậy và đầu tư của quỹ Alameda Research như vậy. Thế thì nếu như anh chị em coi cái real volume này này, cái real volume này, thì anh chị em sẽ thấy á, trong những cái quỹ, những cái này này, hiện nay á, anh chị em sẽ thấy cái giao dịch thực trong 24 giờ vừa qua của nó, và anh chị em sẽ thấy này. Đó, trong 24 giờ vừa qua của nó nha, thì tổng 40 tài sản này thì trong 24 giờ vừa qua là giao dịch khoảng 29 tỷ đô. Và cái sàn Decentralized Exchange Linear này thì giao dịch 88 tỷ. Còn lại những cái này là rất thấp, ví dụ DH là khoảng 330.000 đô. Rồi cái này thì 9 triệu đô. Keeper Down thì khoảng 630.000 đô. Alpha này thì khoảng 31 triệu đô. Thế thì hiện nay anh chị em sẽ thấy á, là hiện nay và thay đổi trong vòng 7 ngày, 30 ngày và 90 ngày và 1 năm. Đó. Thế thì hiện nay thì cái sự thay đổi lớn nhất, sự thay đổi lớn nhất ở trong vòng, anh chúng ta sẽ coi trong vòng 30 ngày đi. Trong 30 ngày á, mà thay đổi lớn nhất đó là đây, Solana. Nếu như anh chị em đầu mò theo cái quỹ đầu tư Alameda để đầu tư thì chúng ta sẽ thấy là Solana ở trong 30 ngày vừa qua là một trong những cái danh mục đầu tư của ông ta có mức lợi nhuận tốt nhất, đó là Solana.
Tiếp theo là serum là 414% và 127 là hơn một lần này. Tiếp theo là đồng RAM, rồi Frontier 78, FTX 63, RAND, rồi cái này. Thì anh chị em sẽ thấy là trong vòng 30 ngày vừa qua thì đây là hầu như danh mục của Alameda là tăng trưởng từ mức là bao nhiêu ạ? Từ mức mà chỉ có cái số này là không tăng trưởng thôi. Còn lại là từ mốc là Curve cho đến là Dodo, KeeperDAO cho đến Lina, Balancer, Hobi, Systematic, rồi Warning. Đó, tất cả cái này đều tăng trưởng trong danh mục đầu tư trong 30 ngày vừa qua. Đặc biệt đậm nhất của Alameda đó là Solana đã tăng trưởng lên và đó 414% trong 30 ngày thôi các anh chị. Trong 90 ngày á thì nó là cũng tầm là 478%, nhưng mà thay đổi trong 1 năm á thì Alameda đầu tư vào Solana thì trong năm vừa qua thì Solana đã tăng trưởng là bao nhiêu ạ? Tăng trưởng là bao nhiêu ạ? Trong 1 năm, đây là 1 năm thì tăng trưởng là bao nhiêu ạ? Là 5693%, tức là liên quan đến khoảng 500 mà cái này ạ, 478% là 4,7 lần, còn 5693% là cái này gọi là bao nhiêu ạ? Năm vừa qua, tức là từ đầu năm tháng 1, bây giờ là tháng như mấy ạ, tháng 9 thì nó là lên tới là 56 lần, tức là gần 60 lần, tức là 1 năm vừa qua là 9 tháng thôi thì đầu tư vào Solana là tăng trưởng 56 lần. Và đây là một trong những cái gì ạ? Đây là một trong những cái nền tảng platform thuộc layer 1 mà báo với các chị là có mức độ tăng trưởng khủng khiếp như vậy. Và chúng ta quan tâm nhiều đến cái quỹ Alameda thì chúng ta sẽ lưu ý những cái quỹ những cái đồng sau đây. Chúng ta sẽ coi được là xem thử những cái đồng đó trong vòng 30 ngày vừa qua nó đang tăng trưởng và cơ tăng trưởng thấp, tức là chưa tăng á. Đó thì chúng ta sẽ để ý này, trong đó là có Dodo này, trong đó có Lina này, trong đó có Balancer này, 30 ngày vừa qua chưa có tăng, mới có 90% thôi. Rồi đó, rồi Balancer ha, rồi gì ạ? Rồi đồng Lina này, sàn Decentralized Exchange này, là những cái đồng mà trong 30 ngày vừa qua chưa tăng á, mà Alameda đầu tư chủ yếu vào hệ Solana. Cho nên các anh chị em sẽ thấy là khi mà hệ này phát triển á, tức là layer 1 tiền nó vào, money flow nó chảy vào, đầu tiên đó là platform, tiếp sau đó là cái layer 2 là những cái ứng dụng và kế thừa cái platform để phát triển, thì sau đó tiền sẽ chảy vào cái hệ sinh thái layer 2. Và layer 2 thì hiện nay anh chị em thấy Dodo này, anh chị em thấy Dodo này, Warning này, rồi Lina này, đây là hệ trong hệ mà AMM á, Decentralized Exchange á, mà chưa tăng, chưa có phát triển, chưa có tăng trưởng. Thế thì anh chị em có thể là thời điểm này quan tâm và để ý đến nó nhiều hơn, để ý đến nó nhiều hơn nha. Đó. Và cái giá, bây giờ chúng ta coi một chút về cái giá này. Cái giá thì đây là những cái đồng mà liên quan đến mà chưa tăng trưởng, tức là cái mốc mà chưa tăng trưởng là khoảng dưới 10%, 12% đổ lại á, thì anh chị em thấy là chưa tăng trưởng á, thì ở trong đó là có Oneinc này, có Linea này, có Systematic này, có Balancer, rồi Dodo này. Thì đây là chưa tăng trưởng nhiều trong 30 ngày vừa qua, mà trong khi hệ sinh thái là Solana đã phát triển rất là mạnh và dòng tiền đã vào layer 1 rồi, thì tiền sẽ tiếp tục đi vào layer 2 và layer 3, layer 4 nếu như hệ sinh thái có đủ cái hệ sinh thái của Solana này có đủ cái cơ sở để giữ được người dùng và lượng tiền, thì tiền sẽ luân chuyển vòng quanh cái money circle, nó nằm vòng quanh ở trong hệ sinh thái Solana này. Thì anh chị em có thể tận dụng được cái làn sóng money flow tiền đổ vào hệ sinh thái này để tập trung có thể tìm được giá tốt của Dodo, của Balancer, của Systematic hay là Linea hoặc là Oneinc. Đó là những cái tài sản trong 30 ngày vừa qua chưa tăng trưởng hoặc là tăng trưởng rất thấp dưới 10%, vẫn còn cơ hội đầu tư khi mà dòng tiền nó đi vào con mẹ là layer 1 là gì ạ? Là Solana rồi, thì tiếp tục dòng tiền sẽ đi vào những cái hệ sinh thái AMM và DEX. Thì đây là cái một trong những cái để ý của tôi ở trong thời gian mà khi mà dòng tiền nó chạy vào cái sinh thái layer 1 xong nó đổ vào layer 2, layer 3, layer 4 á, thì đây là chúng ta lưu ý về Oneinc, về Linea, chúng ta lưu ý về Balancer hoặc là gì ạ? Là Dodo, để chúng ta đầu tư khi mà dòng tiền nó đổ vào tiếp tục vào layer 2 là những cái ứng dụng và những cái sàn AMM
phát triển trên Solana này. Ok, đó là cái thông tin nói các anh chị để ý. Mà giá và nếu mà liên quan đến việc về chưa tăng trưởng và khi mà tận dụng cái dòng tiền đổ vào thì tôi thấy là cái giá của những đồng này rất là tốt, như là Oneinc này đó. Rồi giá của đồng Linear rất là tốt này. Rồi giá của gì ạ? Của Lina này. Rồi giá của Dodo này là một trong những cái giá rất là tốt hiện nay mà anh chị em có thể cân nhắc trong việc là gì ạ? Quan tâm để nghiên cứu thêm trước khi ra quyết định đầu tư anh chị nha. Đó. Rồi. Ngày hôm nay thế thì như vậy là tôi đã nói với các anh chị rồi, còn giá của Solana hiện nay rất cao, 210 đô rồi. Đó, Serum thì cũng tăng trưởng rồi. Trong vòng 30 ngày vừa qua Serum đã tăng trưởng là hơn 127% rồi. Đó. Rồi, thế thì tôi vừa nói với các anh chị về những cái thông tin về quan tâm đầu tư trong hệ sinh thái về quỹ đầu tư gì Alameda. Và tôi đã nói với các anh chị là những để ý thêm cái đồng nào trong cái dòng tiền Layer 2 khi mà Solana nó Layer 1 đã tiền đổ vào là 60 tỷ đô này. Các anh chị thấy là market cap của Solana đã 60 tỷ đô này. Thế thì bây giờ mà chúng ta tiếp tục tận dụng được cái dòng tiền đổ vào Layer 1 sau đó vào Layer 2 thì chúng ta sẽ tận dụng được làn sóng này. Và tôi đã nói anh chị em để ý những cái đồng mà tăng trưởng chưa nhiều trong 30 ngày vừa qua là dưới 10-12% thì trong đó gồm Oneinc, Linear, rồi Sixthentic, Balancer, Lina và Dodo. Đó. Và tôi đã nói với các anh chị là cái cấu trúc đầu tư của Alameda là tập trung về sàn giao dịch để tạo thanh khoản. Đó. Và ông ta đầu tư vào Centralize. Trong Centralize thì gồm có FTX, có Huobi, có OKX và có gì ạ? Leo, rồi có đó một số cái sàn Centralize. Tiếp theo đó là ông ta tập trung về Decentralize thì trong đó có Serum, có Dodo, có Oneinc. Rồi ông ta tập trung về quản lý tài sản đó và tập trung về danh mục đầu tư về về gì ạ? Về quản lý tài sản và về lending borrow thì có Aave và gì ạ? Có Aave và gì ạ? Đây anh chị em sẽ thấy có Curl và có Aave. Đó, về liên quan đến lending thì có gì ạ? Acro này. Rồi lending có Aave rồi Compound này. Đó, rồi lending có Cream này. Thì anh chị em sẽ coi cái phần tracker của là phân bổ vào cái danh mục nào trong hệ sinh thái về 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 cái gọi là DeFi mapping á, thì anh chị em sẽ thấy cái Alameda này đã đầu tư tập trung về tôi nhìn thấy ông ta tập trung đầu tư về sàn giao dịch, tập trung và phi tập trung để tạo thanh khoản, sau đó tiếp tục đầu tư vào lending và borrow và tập trung vào quản lý tài sản. Và hiện nay thì chưa thấy Alameda đầu tư vào mảng Oracle. Trong cái mapping, anh chị em thấy trong cái mapping của DeFi á, thì hiện nay cái mảng Oracle là mảng mà Alameda chưa đầu tư, chứ chưa phải là nó không đầu tư. Chưa đầu tư có nghĩa là ông ta tập trung về thanh khoản trước. Đây, trong cái quỹ đầu tư của Alameda hiện nay anh chị em sẽ thấy này, thì chưa thấy một cái mảng Oracle nào mà Samsung đầu tư. Đó, ông ta đầu tư về trading và DeFi và thanh khoản. DeFi là những cái thanh khoản rất là mạnh về AMM và sàn DEX và lending borrow. Và cơ sở tầng thì ông ta đầu tư vào Solana và trading, tập trung về trading, exchange và liên quan đến về những cái công cụ, những cái tool, những cái giải pháp liên quan đến trading. Và đó, thì hiện nay ông ta tập trung đầu tư vào cái đó, chỉ ông ta chưa tập trung vào đầu tư vào gì ạ? Vào cái mảng gọi là Oracle, rồi mảng gì ạ? Liên quan đến là gì ạ? Blockchain hay là Bridgechain. Thì có thể trong tương lai cái danh mục đầu tư của Alameda sẽ bổ sung vào cái hệ sinh thái này để làm tròn cái hệ sinh thái về crypto, hay nói chung là DeFi mapping này. Thì trong tương lai tôi cá là Alameda sẽ tập trung về những cái, đầu tiên khi mà tạo thanh khoản rồi, nền tảng tốt rồi, thì ông ta mở rộng hệ sinh thái ra và đầu tư vào mảng Oracle, đầu tư về mảng Roadchain, đầu tư về mảng Bridgechain và đầu tư về mảng những cái trading nhưng mà liên quan đến phái sinh. Đó, liên quan đến phái sinh như là Perpetual này. Đó. Và một lần nữa thì ngày hôm nay TradeCoinAsia đã hướng dẫn chúng ta về theo dấu chân cá mập để đầu tư và phân tích được là quỹ đầu tư danh mục của họ tập trung vào cái gì và trong tương lai họ mở rộng hệ sinh thái đầu tư ra cái gì, và trong cái mapping bản đồ về DeFi thì họ đang tập trung vào cái góc độ nào và tiếp tục phát triển trong cái góc độ nào, và liên quan đến là chú ý những cái đồng mà trong danh mục đầu tư của họ, chúng ta đầu tư theo cá mập, chúng ta đầu tư theo dấu cá mập thì chúng ta sẽ ít rủi ro hơn, và khi như vậy thì chúng ta có cái điểm gọi là pump hook,
Pump Hope là cái điểm mà đột phá của cái đồng đó khi mà một cái quỹ đầu tư người ta nhảy vào, được không ạ? Thì đó là một trong những cái thông tin mà tôi khuyến nghị các anh chị nên để ý trong quỹ đầu tư Alameda. Và chúng ta sẽ theo dõi cái live stream tiếp theo của TradeCoinAsia trên cái lần sau vào ngày thứ bảy, hôm nay là thứ năm và thứ bảy. Và cái quỹ đầu tư mà thứ bảy này tôi sẽ tiếp tục phân tích, đó là quỹ đầu tư đặc biệt, và tôi xin được giấu tên. Anh chị vui lòng vào cập nhật vào thứ bảy này để có thể nghe được cái quỹ đầu tư tôi phân tích tiếp tục về quỹ đầu tư tiếp nha. Bởi vì chúng ta đầu tư theo dấu cá mập rất là hiệu quả. Và một lần nữa xin chào, tôi là Thông. Anh chị em có thể là follow kênh, tiếp tục follow kênh YouTube của tôi để ủng hộ các anh chị nhé. YouTube là TradeCoinAsia, và anh chị join vào cái Telegram cũng là TradeCoinAsia luôn. Và nếu như anh chị muốn đọc thông tin bổ ích về rất nhiều thông tin thị trường cập nhật hàng ngày thì anh chị em lên website là TradeCoinAsia.com. Một lần nữa xin chào, tôi là Thông, xin hẹn gặp lại các anh chị nha.